mấy anh em đi xa mệt đi dở lú kiếm vàng cá lóc nướng ăn nghe cả nhà. Đó 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 đó, ê. Trời ơi. Có lấy. Ê. 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 Đó, cá bự nằm đẳng à. Để tốt kia. Lâu quá luôn. Trời cái này đổ về kho khô ha. Ăn cái ỉa quần luôn. Vậy ba thấy không? Lại đi, có nuôi ở đâu? Đúng ba được không? Đặt này là chạy hết cá luôn nè. Mẹ con nó vô hết trơn. Ừ. Bụi má gì nó không chịu bắt nè, tới mấy thiệt bắt. Thiệt là mấy cá bự không bắt nè. Là gì? Đã cỏ luôn đấy à. Được chưa? Một con hai con hai con ba con rồi có cái gô là bự không cái bự nằm ngoài kia. Rồi ba con ơi, rồi bắt ba con cá nhỏ nữa mà để cho người ta ăn với nhân vẻ mình ăn. Ừ, bắt mang xin mang cá lóc nghe cả nhà. Chỉ là nó đứng ngóng vậy nè. Đó. Ừ. À. Bạn được chưa? Được rồi. Không biết cũng không sao. Chứ sao gì hay chú ruộng cũng nói à. Này cũng chiều mấy anh em đói bụng rồi nghe nha, thì đi dở xin mấy cái lú, xin lú bắt mấy con cá là nướng à, không có đâu, đây đi, ai, ai nhìn, ơi nhầm gì, giờ bước máy cái tàu lá chuối à, để nướng cá này nè. Có cái này dở chưa? Được rồi, khét luôn á. Đâu cá ở đâu? Quay gì quá dầu ơi. Đó rồi đấy. Nó bắt được cái con phi không mà không nậu vậy. Mẹ. Đó. Chờ cái cháy cây sầu riêng nha đấy. Nước cái cây sầu riêng mới chịu à. Có cá chê hay gì hay cả nhà ơi. Nó cứ bắt đầu.
rồi em bỏ thứ được kiếp. Được cái lóc nữa nha cả nhà. Mấy anh em đào lưới cũng đắng. Quá trời khói rồi. Đó, có lóc ký đó, hai con. Được, vô à. Cái anh đó cái anh đó là đang giả lúa của người ta nha cả nhà. Rước mặt lên đây. Bẻ bỏ cái cọc nè. Đâu rước mặt lên đây. Đó. Em giả lúa người ta đó. Mấy anh này thì đang bên đội đội quá thiêu à. Ôi ôi lửa cháy kìa. Mám cây sầu riêng của người ta là người ta la đó nghe. Đốt cây lửa cháy rồi nè. Đây có cái lửa. Con gì ạ? Con chúa. Anh kiếm mồi. Thầy ơi. Đây để em về cho nhạn. Thảy vô luôn đi. Cái rượu thì chúa dục nó luôn đây. Được không? Đã... kéo nó chào lên à. Đúng rồi. Hồi hồi khắc ngạt thành thang luôn. Mấy cá chứ, bỏ, không đây con nào chín lấy ra đi. Mấy con này có điểm không? Vuốt vuốt ra. Kìa con ngoài cái đó chín rồi kìa. Con này chín chưa mày? Chín rồi. Ngục phi nó nhát lửa lắm. Đốt phi. Dạ nóng. Đốt lửa đi, bút quy bao vú ra đi. Chúng đi. Cá nướng mồi nha cả nhà. Cái ngục phi thấy đen vậy chứ chưa chín đâu. Bụng quá cả nhà, giờ này cũng xế chiều rồi. Thì xạ cũng chưa xong nha. Mấy anh em đói bụng quá chừng à. Bắt cá nướng ăn luôn cả nhà. Mời cả nhà ăn cá cùng mình nha. Quay cả nhà. À, ngước mặt lên ấy.
Xin chào cả nhà. Trời trời nó nói không có gì ngon bằng cá ăn trộm. Xin à, phải xin hoàng là tại không có chủ nhà ở đây thôi. Mẹ kìa, mẹ Minh Cương thấy này, Minh Cương tưởng thứ gì không nói. Nó là trả lứa mà nó đi hơn như bắt cá. Đói quá rồi. Quá rồi, nó cơm nó đã. Để tôi loại gì, tôi lấy cơm cho ông ăn. Để xong rồi tôi về luôn. Nóng hả? Đúng rồi, cái cạo vậy nè, lên cũng này cũng ngon. Cạo vậy luôn. Đừng có lọc da. Tại cái này nó chưa khét hung á. Nó lọc da thôi. Bịch bịch giống như cháu ăn. Mời cả nhà cùng ăn nha. Nè. Trời trời, cái gì nói. Rất là ngọt không? Ông dục ông có trách lửa không Tấn? Ông dục ông có trách lửa không? Như cái chó rồi đó. Nương nó mập quá hả? Hả? Đã lá chuối nè ông nội. Trời ơi, cá này hết ngon. Không ăn cá này sớm nướng. Lọc da gà chín chân rồi. Cá rồi đâu, để rồi tao. Cá anh cũng ngon biết không? Cá dễ không có tép. Chụp anh đấy. Nè, giờ tăng cầm tới rồi. Cá thật. Đừng máu vậy. Anh bị gói anh ăn luôn à. Đứng ra mặt cát chơi được rồi, không lớp nữa. Đó, không biết không ngon. Đợi đi thu quay chiếc kiếm. Rồi đó. Cá nướng mọi mà. Chuyện nó mới ngọt. Nấu không? Ăn bỏ mồm nên tui hết rồi. Nào không nhiều nấy chứ. Cái đầu nó ăn được rồi. Nhai luôn xương ở đây. Tốt lắm. Đúng. Ôi trời ơi.
rồi đi cầm nguyên đồng cá đi còn đi đậu cho mình đi bỏ lắm giờ cũng ăn xong nghe cái nhà giờ mấy anh em đi chiến tiếp ở nhà đi xả lúa tiếp nha.